Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mắt Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 3 tầng với chủ đầu tư là gia đình anh Sâm ở tỉnh Sơn La. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mắt Home. Mắt Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mắt Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Người xưa có câu một mái nhà tranh hai quả tim vàng, nhưng đối với thời đại ngày nay thì câu nói này đã được nâng cấp lên rất nhiều. Bởi vì để là nơi hai quả tim vàng thật hạnh phúc và xây dựng một gia đình, không còn là một mái nhà tranh nữa mà phải là những ngôi nhà thật tiện nghi, đó là một thành quả của sự lao động không ngừng nghỉ. Và ắt hẳn ước mơ giản đơn của tất cả chúng ta là sở hữu cho mình một ngôi nhà thật khang trang, thật đẹp đúng không ạ? Đó cũng chính là mơ ước của tất cả quý khách hàng khi tìm đến với Mắt Home. Qua bản vẽ phối cảnh 3D ngôi nhà anh Sâm ở tỉnh Sơn La, chúng ta dễ dàng nhận ra đặc trưng của một công trình hiện đại. Làm sao để nhận ra điều này? Đó là vì nếu như ở những ngôi nhà tân cổ điển, chúng ta vẫn còn có thể thấy đâu đó những quy tắc về đối xứng, một vài phù điêu trang trí thì đến với công trình hiện đại gần như đã đoạn tuyệt với điều đó, tận dụng tối đa công năng, quyết liệt nói không với sự rườm rà không cần thiết. Ngôi nhà 3 tầng bề thế nổi bật với hình khối vuông vức, phóng khoáng, những mảng tường ốp giả gỗ ấn tượng, ốp gạch granite nâu sang trọng. Về màu sắc thì công trình nhà anh Sâm nổi bật với những gam màu trắng, màu nâu, màu xanh ghi đều là những gam màu xu hướng, tạo cảm giác về sự thanh lịch và đẳng cấp. Ngôi nhà anh Sâm có chiều rộng là 9,5m, chiều dài 14,52m, diện tích sử dụng của ngôi nhà là 420m², diện tích vô cùng rộng rãi và đảm bảo về công năng của công trình. Diện tích sử dụng được tính theo quy định của Bộ Xây dựng là tổng diện tích các phần chính như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, cộng với diện tích phần phụ như là ban công, nhà vệ sinh, nhà kho. Còn diện tích xây dựng được tính bằng diện tích sử dụng cộng với diện tích khác như là phần móng, mái, sân, tầng hầm. Vậy nên diện tích xây dựng sẽ luôn luôn lớn hơn so với diện tích sử dụng. Phần mái theo kiểu dáng mái Nhật, lợp mái ngói Fuji màu xanh ghi, rất thanh lịch và tao nhã. Mái Nhật có ưu điểm về kiểu dáng độc đáo bắt mắt, phù hợp với mọi diện tích không gian và đa dạng trong vật liệu. Với phối cảnh 3D từ phía trên nhìn xuống có thể thấy rõ là một tét nước và thái dương nan được lắp đặt ở phía cuối mái của công trình. Dàn hoa cũng là một điểm nhấn ấn tượng của ngôi nhà, khiến ngôi nhà nổi bật hơn khá nhiều. Có rất nhiều chất liệu khác nhau để quý vị có thể lựa chọn làm dàn hoa cho ngôi nhà của mình, ví dụ như là gỗ nhựa composite, gỗ tự nhiên hay thậm chí là bê tông. Ở đây, dàn hoa nhà anh Sâm được thiết kế rất độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với những dàn hoa mà chúng ta thường thấy. Ban công được lắp kính cường lực, một thiết kế ngày càng được ưa chuộng cho nhiều ngôi nhà ở Việt Nam. Kính cường lực đảm bảo cực kỳ an toàn mà vẫn tối ưu về mặt thẩm mỹ, vì kính cường lực có độ dày và khả năng chịu lực gấp 5-6 lần so với kính thường. Bên cạnh đó còn giúp cơi nới không gian đáng kể so với những ban công bằng gỗ hoặc sắt. Nhờ đó dù diện tích vẫn thế, nhưng gia chủ hoặc các vị khách khi đến chơi sẽ cảm giác ngôi nhà rộng và thoáng hơn rất nhiều. Trở lại với ngôi nhà của anh Sâm thì sảnh chính nổi bật với hai cột hiên vuông vức khỏe khoắn, được sơn trắng, trụ cột vuông ốp gạch granite nâu tạo cảm giác vững chắc cho ngôi nhà. Cột hiên ở phong cách hiện đại không sử dụng những thước cột Doric, Ionic hay Corinthian như những cột ở phong cách cổ điển, mà đánh mạnh về hình khối đơn giản nhưng tinh tế. Hệ thống cửa sổ và các cửa đi của ngôi nhà đều được lắp đặt cửa nhôm hệ, phù hợp với phong cách hiện đại của công trình. Có nhiều dòng nhôm hệ khác nhau quý vị có thể lựa chọn như là nhôm hệ Sinfa, nhôm hệ Việt Pháp hay nhôm hệ PMA đều là những chất liệu rất tốt. Mỗi dòng sẽ có quy cách và giá thành khác nhau tùy theo lựa chọn của gia chủ. Thiết kế cửa luôn cần quan tâm đến kích thước thông thủy, cửa quá to hay quá bé đều bất lợi cho gia chủ. Điều này cần phải tham khảo thước lộ ban. Thước lộ ban có 3 loại là thông thủy, dương trạch và âm phần.
Cả ba loại này đều được thể hiện rất rõ ở website của Mac Home, www.thietkethicongtrongoi.com. Quý vị có thể truy cập và tham khảo. Tiến vào khu vực bên trong ngôi nhà, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công trình qua những bản vẽ mặt bằng. Qua hình ảnh mặt bằng bố trí nội thất tầng 1, quý vị có thể thấy là căn nhà có hai lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách và một lối từ cửa hậu ra nhà bếp. Một ngôi nhà có hai lối tiếp cận như vậy rất tốt về phong thủy và công năng. Phòng khách nhà anh Sâm có diện tích 30m² vô cùng rộng rãi. Vì phòng khách được ví là gương mặt đại diện cho ngôi nhà nên tuyệt đối không nên có cảm giác u ám và ngột ngạt mà cần phải tươi sáng, thoải mái. Ở đây phòng khách sẽ lấy sinh khí nhờ vào cửa chính và cửa sổ lớn. Một lưu ý về phong thủy là cửa chính và cửa sâu của ngôi nhà không bao giờ nên nằm trên một đường thẳng, sẽ phạm vào quan thông môn xuyên đường sát, rất nguy hiểm cho vận mệnh của gia chủ. Quý vị có thể thấy là trên bản vẽ thì kiến trúc sư của Mac Home đã thiết kế vô cùng phù hợp. Phòng khách thông với phòng bếp ăn diện tích 47m², căn bếp lấy sinh khí nhờ một cửa hậu và những cửa sổ. Những gian bếp ở căn nhà hiện đại ngày nay thường có xu hướng là không gian mở, kết nối với các khu vực khác. Thậm chí phòng bếp cũng có thể đảm nhiệm luôn vai trò đón tiếp những vị khách khi đến chơi nhà nhờ thiết kế ngày càng đẹp mắt. Diện tích thoải mái để bố trí một kệ bếp hình chữ L và bếp ăn cho gia chủ. Một lưu ý về phong thủy phòng bếp là cần quan tâm đến vị trí đặt bếp nấu, không nên đặt ở giữa nhà, không có điểm tựa đối diện với nhà vệ sinh. Quý vị hãy lưu ý điều này cho căn bếp của mình nhé. Ngoài ra thì tầng 1 nhà anh Sâm còn có một gara 22m², sàn thấp hơn 45cm so với sàn phòng khách. Khu vực nhà vệ sinh chung tách biệt lavabo, toilet và khu vực tắm đứng thành hai không gian riêng biệt, giúp cải thiện về diện tích cũng như tận dụng về công năng. Một thành phần luôn phải nhắc đến, đóng vai trò quan trọng để kết nối không gian các tầng đó chính là cầu thang. Để tiết kiệm diện tích thì cầu thang được thiết kế một vế, không chỉ về công năng mà cũng rất cần quan tâm về vấn đề phong thủy của cầu thang. Bậc dưới chân của cầu thang không nên hướng ra ngoài cửa, tránh hiện tượng là cầu thang thoát tài. Bên cạnh đó, tính số bậc cầu thang theo công thức là 4N+1, với N là chu kỳ. Làm sao để bậc cầu thang luôn tương ứng với cung sinh trong sinh lão bệnh tử? Ở đây, nhà anh Sâm từ tầng 1 lên tầng 2 có 25 bậc thang, từ tầng 2 lên tầng 3 có 21 bậc thang, rất phù hợp với phong thủy. Tầng 2 nhà anh Sâm có một phòng tập gym 13m², bố trí cửa mở ra ban công rất thông thoáng. Tầng 2 có một phòng ngủ master diện tích 22m², có nhà vệ sinh riêng. Hai phòng ngủ thường diện tích là 14,8m² và 22m², tất cả các phòng đều bố trí cửa sổ thật hợp lý. Tầng 3, tầng cao nhất của ngôi nhà là nơi bố trí phòng thờ 14m², có cửa mở ra một sân chơi để tránh ngột ngạt nhang khói. Phòng thờ cần phải lưu ý là bàn thờ không nên xung với cửa chính hay đường đi chính, sẽ không tốt cho vận mệnh của gia chủ. Tầng 3 có một phòng ngủ master 22m², có nhà vệ sinh riêng, một phòng ngủ thường 14,8m² và một nhà vệ sinh chung, còn lại là không gian sân chơi vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Đó là toàn bộ công trình nhà anh Sâm ở tỉnh Sơn La. Hy vọng sau khi xem xong số chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với Mac Home qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của Mac Home sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của Mac Home nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.